bên mấy anh em phòng chống tội phạm đường phố Bình Tân thì có nhận được cái thông tin là em bị tống tiền. Thì trước đó thì trao đổi qua tin nhắn qua điện thoại thì anh được biết là trước đó là đối tượng đã tống tiền em là 2-3 lần gì đó, số tiền cũng hơn 100 triệu. Thì ngày hôm nay đối tượng có hẹn em ra để lấy thêm tiền. Thì bây giờ em trình bày cho anh cái sự việc là cái cụ thể nó như thế nào để mấy anh em biết, mấy anh em sẽ hỗ trợ. Em cứ trình bày đi. Trước đây là anh em có quen qua mạng, được một cái anh kia là giới thiệu cho làm quen với một cô gái. Thì sau đó là cô này là qua Facebook hả? Dạ, qua Zalo. Zalo. Sau rồi cô này mới gọi là kiểu như là vay mượn tiền, đang kể hoàn cảnh khó khăn á. Thì anh em mới cho mượn, xong cho mượn cái số tiền lên tới bao nhiêu, cho 100 triệu. Tới số cho cô đến mượn tới hơn 100 triệu á thì trước đó là cô quen qua cô đó rồi có thấy mặt thấy mày gì chưa? Dạ chưa gặp, có mượn rồi. Là mượn tiền là cho chưa biết mặt cho luôn. Dạ. Mượn bao nhiêu? Dạ, hơn 100 triệu. Con đầu tiên là cũng còn chỉ số vài triệu thôi. Vài triệu thôi. Dạ. Mà lúc sau á thì hỏi tới cái thằng này á, em hỏi tại sao lại tôi cho nó, tôi giúp bé đó rồi mà bé đó nó còn không bao nhiêu mặt tôi. Nó lại không có tin lại nữa. Đó. Mấy vừa sau cũng cái Zalo lại, nhắn tin với em. Xong rồi cái anh em kêu số tiền lớn như vậy thì phải gặp mặt. Vậy gặp mặt thì lại lớn vậy giới thiệu cho một cô khác. Thế lại cũng nhắn tin rồi cũng kiểu cái chị này thì cũng bảo là muốn làm quen với chị này thì phải vượt qua thử thách, rồi chị này kiểu cho chị này vay tiền số lớn ngay lập tức đấy, được không rồi mấy lần á. Vay tiền như thế xong rồi tới khi mà số tiền khoảng 3 triệu anh em đòi á thì nó lại kêu là trả cho cái thằng ban đầu á, trả cho cái thằng ban đầu rồi. Cái người giới thiệu đó em biết không? Cái người giới thiệu đó cũng không biết luôn anh. Rồi. Xong rồi là người giới thiệu đó là xong mới bảo là giờ muốn lấy lại 300 triệu á, mới xóa đi cái clip á. Em liên hệ với người môi giới, người môi giới bảo là sao? Bảo là muốn lấy lại số tiền 300 triệu đó với lại xóa clip á, thì phải đưa tiền chuộc 300 triệu đó ra. Rồi gửi nhiều lần chuộc tiền á, xong rồi nó bắt đầu đòi tiền xóa clip, xong gửi tiền xóa clip luôn á. Thì nó lại kêu gửi mấy lần rồi, xong nó lại kêu là nhưng người ta mới xóa có một clip à, hai clip lận. Rồi sau đó rồi số tiền mà gửi để xóa clip là hết bao nhiêu? Là bao nhiêu? Gần 100 triệu. Gần 100 triệu nó là khoảng 400 triệu. Dạ. Tổng số tiền là tới hơn 400 triệu rồi. Rồi. Xong rồi em sau đó thì nó cứ đòi như thế, xong rồi tới khi mà anh em gọi là vay mượn hết nổi rồi là sự việc vỡ ra, không có khả năng để trả gia đình đó nữa. Đó là gia đình bọn em mới biết.
Đừng có người dụ ở đây. Một băng mày luôn. Nghi nó lắm mà nó ngồi. Rồi đi mày em bị dụ. Hồi nãy giờ nó gọi nó quay phim lại á. Em quay lại luôn á. Em bị dụ đi đây. Em bị dụ. Mày được. Tống tiền lừa đảo anh em. Tống tiền lừa đảo này. Có thằng số 034 gọi là thằng kia đó. Em. Đó. Sao? Em nói ai kêu em? Bạn nào quen biết gì không? Quen biết thế nào với em? Đó là bạn em. Thằng đó tên gì? Đó, tên là Học. Tên là mày đúng không? Mày là thằng nào? Thằng án tử đúng không? Đó. Mày là án tử đúng không? Em là chỉ là người bạn ví dụ thôi. Mày là án tử đúng không? Em bán quán ở đây nè. Mày bị dụ làm sao mày đấy? Sao mày biết vô vay án tử? Mày đọc tin nhắn là mày biết rồi. Không biết luôn á. Mày đừng nói không biết rồi. Nè, quay. Em chưa câu luôn á. Điện thoại này của ai? Của em. Em mở giùm anh đi. Nó dụ mày cái gì? Cái thằng số 034 là nhóc thằng. À đó. Từ, nghe. Không cần nghe. Bây giờ nè, em mở giùm anh cái điện thoại này đi. Nè, em nghe cho anh coi nè. Thằng em nói chuyện. Alo. Em mở giùm anh cái điện thoại của em đi. Điện thoại giúp đỡ điện thoại. Mở giùm anh cái điện thoại đi. Không có cho giấy tờ được coi thì không giải quyết nha. Không. Cái vấn đề ở đây là nó giao dịch là bắt quả tang luôn anh, nó vừa cầm tiền là bắt quả tang. Không. Rồi em đâu bị dụ chứ. Thấy là anh đưa giấy tờ cho anh coi. Đâu này tự phát đâu có gì giấy tờ anh. Người dân với người dân hỗ trợ mà. Em bị dụ chứ không phải. Em mở cái giùm anh cái điện thoại coi. Có clip này cho em coi clip luôn. Mở điện thoại lên cho anh. Giao dịch này là có anh Hiếu bên công an quận Tân Bình ạ. Anh Nguyễn Trương Trọng Hiếu hay cái gì ạ? Em đã báo lên công an quận Tân Bình rồi ạ. Anh đã thụ lý rồi và tối nay anh kêu là ra clip đấy đi. Mà anh kêu là báo với công an phường ở đây. Nhưng mà cái sự việc có quá gấp rồi, em sẽ giờ mà em bắt nó là sẽ đưa lên công an phường ạ. Bên này từ mé này là phường 3, bên này là 5, đứa qua phường 3 nhưng bắt hỏi ý em á, hiểu không? Dạ. Lấy giấy tờ đứa con cái thôi, chỉ định nó. Chứng minh em có chứng minh. Em với anh này là người bị hại. Bị hại thôi, đây không có gì thẻ ngành á. Nhóm tự phát cái gì có. Em với anh này là người bị hại. Này giúp đỡ bị hại thôi. Ủa, hello của Facebook của em tên gì? Phú ạ. Giờ đi chứng kiến mà không phải. Hả? Theo luôn. Đi. Lên xe em. Phan, đi. Phạm Trung Kiên đâu? Cái này. Đi theo đi bộ. Thấy nhưng nó có trong máy này có clip trong máy. Không có. Ở đấy thằng đây mày đó. Mày biết thằng mẹ đâu? Biết. Đi đúng không? Nè, điện thoại của em nha. Anh gửi lên em nha. Nè, bỏ túi đi khỏi nghe đi, muốn gì hồi về chảnh nghe. Nha, bỏ túi đi. Đi. Túi đi. Bị dụ. Ba này đi lấy một bạn. Đi. Anh ơi. Em lại.